Tổ chức phóng viên không biên giới RSF có trụ sở tại Pháp vừa lên án việc Hà Nội buộc tội ông Đường Văn Thái tuyên truyền chống nhà nước là vô lý và kêu gọi phóng thích ông ngay lập tức. RSF dẫn tin từ gia đình ông sau khi họ nhận được thư từ Bộ Công an vào tháng 7 rằng ông Đường Văn Thái, một nhà báo chống tham nhũng của Việt Nam gần đây đã bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự và ông phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù. Vẫn theo thông cáo của RSF, ông Đường Văn Thái bị bắt cóc hôm 13 tháng 4 tại miền Trung Thái Lan, nơi ông đã sống tị nạn từ năm 2019. 3 ngày sau, Công an Việt Nam thông báo bắt giữ ông với cáo buộc tìm cách nhập cảnh trái phép từ Lào, nhưng sau đó không cung cấp thông tin cập nhật khi hết thời hạn tạm giữ tối đa 9 ngày, theo quy định của pháp luật. Ông Cedric Aviani, Giám đốc Văn phòng Phóng viên Không Biên giới Châu Á-Thái Bình Dương, nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 25 tháng 7 rằng vụ án Đường Văn Thái minh họa cho sự coi thường sâu xa của chính quyền Việt Nam đối với tự do báo chí và kêu gọi các đối tác kinh tế lớn của Hà Nội, trong đó có Mỹ, áp dụng các biện pháp trừng phạt có mục tiêu để phóng thích cho nhà báo vừa kể cùng 42 người bảo vệ tự do báo chí khác đang bị giam giữ tại quốc gia này. RSF nói ông Đường Văn Thái phơi bày nạn tham nhũng trong chính phủ và tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng, và ông cũng là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một tổ chức bị đặt ngoài vòng pháp luật. Tổ chức này cũng tố cáo đây không phải là lần đầu tiên một nhà báo nước ngoài bị cưỡng chế hồi hương với sự đồng lõa rõ ràng của chính quyền Thái Lan. Ông Trương Duy Nhất, cộng tác viên cho Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đã bị bắt cóc tại Bangkok vào tháng 1 năm 2019 và sau đó bị kết án 10 năm tù tại Việt Nam với những cáo buộc mà RSF cho là ngụy tạo.